Hey, chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với kênh của IS Mobile. Ôi nghe nó kinh kinh sao quá ta. Và hôm nay là một ngày rất là tuyệt vời vì mình được chơi game, đơn giản là như thế thôi. NASA được bà ngoại chăm rồi, nên là hôm nay hai vợ chồng mình có cơ hội được chơi game, mà được chơi phiên bản OB45 nữa. Mình biết ra rất là nhiều bạn đã trải nghiệm OB45 và sau đó vào test OB45 rất là nhiều rồi. Và bây giờ thì mình sẽ xem coi OB45 nó có cái gì nha. Đầu tiên là phải vào phần cài đặt để xem coi trong cài đặt nó có cái gì. Thật ra thì phần cài đặt này mình đã có một cái video để mà show cho tất cả bạn xem rồi. Thì nên là cái phần cài đặt này nó cũng không cần phải suy nghĩ nhiều nữa. Trong phần cài đặt này thì có cái phần tự động nhặt đồ, các bạn để là tự động nhặt nhanh nha các bạn. Tại vì mình sử dụng cái tự động nhặt đồ này khá là nhiều, kèm theo đó là vừa tự động nhặt đồ vừa nhặt bằng tay nữa, nên là tốc độ nhặt đồ của mình nhanh lắm. Kiểu bà Suna bà hay nói mình là lút cái gì mà lút như cái máy phát cỏ vậy đó. Rồi phần vòng quay may mắn chúng ta sẽ có những cái cái gì đây, cái gì đây, Skywind. Cái này mình sẽ săn sau nha, hiện tại chưa có kim cương các bạn, chưa có tiền. Rồi tiếp theo là cái găng tay đấm, thì cái này có lâu rồi. Thỏ bay màu ra lại, nếu anh em muốn sở hữu nó thì sở hữu nha. Thỏ bay màu này bắn rất là nhanh nha, tốc độ bắn và tốc độ thay đạn cực kỳ nhanh, nên anh em có thể sử dụng nó. Rồi tiếp theo là long tộc, mấy khẩu này, mấy cái này thì hai khẩu mới thôi, săn luôn, lâu lắm rồi không có cơ hội săn. Một khẩu, sai, quá đơn giản. Sao mà nó đơn giản như vậy, còn khẩu nữa. Khẩu này khẩu khẩu này săn sâu nha mọi người. Mình nghĩ nó khẩu đó. Lại thêm một bộ đồ nữa. Cái này thì chắc là khoảng độ 150 lucky. Chưa tới 150 lucky đã mở ra được bộ đồ rồi. Nó thực sự là quá đơn giản. Tiếp theo mình đến với phần sự kiện. Thì chúng ta sẽ có một cái sự kiện là tặng nhân vật và tặng đồ. Thì vào đây khi mà các bạn chơi game, các bạn làm những cái nhiệm vụ hàng ngày á, thì đây là cũng là Senior Free Fire ngày 7 tháng 7 luôn các bạn ạ. Nên là khá là hấp dẫn ha. Đó, như vậy là mình ăn Senior Free Fire cũng được 7 năm rồi đó. Ghê không? Không có năm nào nghỉ ăn hết á. Rồi từ lúc 7 năm đến bây giờ thì chắc là mình cũng đóng MV cũng khá là nhiều. Chỉ có năm trước, năm trước kia thì mình không có đóng MV thôi. Còn mấy năm còn lại thì cũng có đóng MV nhiều lắm các bạn ạ. Đó, bộ đồ rất là đẹp trai ha. Rồi, tiếp theo thì chúng ta đến với cái phần nhiệm vụ đặc biệt. Thì trong cái phần nhiệm vụ đặc biệt này thì các bạn có thể là đi tìm những cái vọng âm của những đồng đội của mình đã đã hy sinh. Tiếp theo các bạn vào phần sự kiện đồng đội thì các bạn có thể lập đội ở đây. Nè, nhìn ở dưới nè. Lập đội khi mà chiến đấu, hoàn thành quá trình tiếp sức với một người chơi có quà đồng đội để nhận quà. Mình sẽ nhận được cái bông kèo này. Quá đơn giản đúng không mọi người? Rồi, gầy ánh dương thì cái này các bạn kêu gọi đồng đội quay trở lại. Kêu 5 người quay trở lại game thì sẽ được cái cây gậy này. Mình không kêu được không ai hết á. Rồi nhân vật mới nè, vũ khí nè. Đây những nhân vật được làm lại nè, Kepelai nè, được tăng lên nè, Andrew nhiệt huyết nè, Sunny nè, đủ các kiểu nè, Skyler thức tỉnh nè, được tăng lên luôn nè. Rồi cập nhật vũ khí nè, phóng lựu xuyên tường và bốc cháy. Là có nghĩa là kẻ địch đang núp ở trong tường, vậy thì mình phóng xuyên tường, điều chỉnh cân bằng vũ khí. Thì mình thấy rằng là cái phần tăng của SKS hình như hơi cao các bạn ạ. Tầm xa giảm sát thương headshot của súng trường tầm xa mở ra nhiều lợi thế để chọn vũ khí hơn. Mình thấy cây SKS bây giờ nó rất là mạnh. Tí nữa mình vào bắn cho các bạn xem ha. Rồi bây giờ vô thôi. Có vợ tôi nè. Rồi bà Suna đang vừa chăm con vừa chơi game. Nghĩ sao vậy? Đúng rồi. Vô. Vô. Mình sẽ đi lên trên. Nhảy ra xuống cây. Ôi nhảy. Tới không ta? Tới em ơi. Chuẩn bị nha, bấm nha. Ok. Bấm nha. Bấm. Vô. Trời ơi. Chết rồi. Ừ ngon. Đừng đụng vào con ngựa của tôi. Bên phải. Thấy rồi, bên phải. Ngọc.
Trời, trời ơi là chậm. Ồ, anh có cây súng hơi bị ngon luôn á em. Trời ơi, ngon dữ chưa? Ngon. Để nhảy lên kìa. Ghê. Thấy anh sao em? Ok, hên. Cái gì? Anh mà hên hả em? Anh, anh giỏi quá. Em nói lộn, em đang ăn tôm cho nên bị lẹo lưỡi. Lát thiệt á. À, nó lát hay anh lát anh cũng không biết nữa. Mấy cái khẩu này được bút đam á, bắn sướng ghê. Cái cây cái gì? SKS nè, Dragon nè, rồi cái gì 60 đó. M60 đó không phải M60, cái gì 90 AC80. Bắn bây giờ nó bắn mạnh muốn chết luôn. Trời ơi, cái máy giặt cạch máy giặt mà nhà mình nó tới tới thời rồi các bạn. Thời nó kêu. Nó kêu. Bay ơi cứu tao, bay ơi cứu cứu. Cạch. Cứu tao. Đừng nhảy xuống nha, từ từ ra quan sát nữa nha. Ghê không? Ghê không em? Bắn xong bắn. Ê. Cẩn thận nha, nó mạnh á. Khỏi đi em tự chích luôn. Có thằng kìa. Lên xe nha. 1, 2, 3 lên xe. Lên xe em, lên xe em. Hay quá. Gần nóc rồi kìa. Nóc một. Ủa sao một thằng lập vậy? Một anh không biết, một thằng à. Let's go. Chiến đấu thật phong cách. Ê da. Nó adup em ơi. Adup. Kéo. Máu đi. Không mua được. Máu đi, máu đi, máu đi, máu đi. Mua cái gì, máu bắn nó đi. Đó yếu máu rồi đó. Thấy. Hình như hai tay mắng. Đúng rồi, em chạy qua bên cánh trái đi. Chạy thẳng qua cánh trái đi. Chạy bên trái. Bây giờ em mới bắn được thằng này. Đó đó bắn. Từ từ thôi em. Rồi rồi chạy chạy đi. Chạy chạy, hiu máu. Lên xe chạy luôn. Lên xe chạy. Cẩn thận. Lên xe chạy. Lên xe. Rồi bơm máu. Bơm máu. Rồi. Đợi đi. Chạy nhanh. Help. Hay quá, Suna. Hay quá Suna ơi. Đúng là vợ tuyệt vời của ta. Chở anh. Suna. Rồi chạy. Chạy xuống dưới. Ờ đúng rồi. Mà vô. Thiệt á. Kìa có thằng gần em ơi, có thằng gần. Em xem. Ở bên sông bắn em chứ không phải thằng gần. Em bắn thằng kia nóc rồi nó vô gạch. Bắn nó em. Từ từ em. Thiệt á. Ôi, bắn với vợ mình áp lực quá các bạn ạ. Chơi game giải stress mà kiểu này chắc xỉu mất. Ơi, em ơi. Thằng kia lấy súng trước anh à. Mày hả bưởi? Thằng có cái thằng đầu tím tím nó đang chạy theo anh kìa. À, ta. Ấy ơi, trời, xin lỗi. Ấy ơi, trời ơi.
Trời ơi, rồi bắn anh kìa. Còn hai thằng nha. Kìa, có thằng chạy xuống kìa, xe tím chạy xuống kìa. Nhưng mà em chưa. Chạy lui. Kêu. Kêu. Ủa, trên nóc. Em bắn thằng này yếu rồi, thằng trên nóc bắn. Bạn đi. Thiệt á. Phục thù nữa hả? Ê, trời, 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 hai thằng nó húp em nè. À, em húp anh đây nè. Ôi trời trời, xỉu quá. Nó chưa thấy em, đi đi. Ôi trời trời trời. Ồ, hai hai, giết giết giết. Ông bà. Thêm lần bay lên nóc nè em. Thêm lần nữa. Ê, nó không tới, nó không tới, nó không tới. Em, cẩn thận. Trời ơi. Nè em, anh có hai chip với lại là... Đây, đây. Kêu. Nó cho em. Lìa, lìa. Được đấy. Nóc. Trụ. Đúng là chồng của ta. Đây nè, trước mặt nè. Hay quá bạn. Không. Anh bắn mà, hay cái gì? Dưới lên kìa, dưới lên kìa. Vô nha. Nè bên phải ta nữa. Xong bắn. Có thằng gần nè em. Xong bắn. Xong bắn. Đâu? Sao không bắn? Nó ngoài luôn kìa. Sao không bắn đi trời. Đừng khói con. Sao không bắn? Sao không bắn? Em đủ cạnh anh luôn kìa. Nhảy cái Ây da. Thôi chạy thôi, chỗ khác đi. Thôi xong rồi, nãy sao rồi. Ok, và cảm ơn tất cả bạn đã đón xem clip này. Và đừng quên để lại cho mình một like, một lượt chia sẻ. Ai chưa đăng ký thì nhớ bấm nút đăng ký nha. Và bye bye. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Tôi biết rồi. Tôi biết xác suất là Suna ra sao à. Ủa?